It's a snowball war. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã tới phần tiếp theo của Raegon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Và các bạn ơi, hôm nay đã là ngày cuối của cuộc đua Heroic rồi. Không biết là các bạn đã đua tới lap mấy và các bạn có đạt được top 1 ở cuộc đua hay không? Hãy comment ở bên dưới để cho mình biết với nhá. Ok các bạn, thì lại là một ngày mới đã tới với những cảm giác rất là phơi phới. Và bây giờ nó đang bán 200 mảnh của con Ascendis Predator Raegon này với giá là 600 gem, quá là đắt. Mình không có tiền nên là mình sẽ không mua nhá. Thì nó sẽ được cộng thêm hai cái này. Thực ra là mấy cái mảnh này để lấy skin nó cũng khá là quan trọng, khá là ngon, nhưng mà cái điều kiện kinh tế nó không cho phép nên là mình cũng không mua được. Nó bán cái con gấu bông này bao nhiêu vậy anh em? Bạn nào chơi trên điện thoại có thể cho em biết nó bán con gấu bông này bao nhiêu không, comment ở dưới cho em biết luôn nha. Bởi vì hiện tại là mình cũng, nó bán mấy cái đấy thì mình không biết anh em ạ. Ngoài ra thì nó bán cái dương Origin Chest với giá là 40 gem. Thì các bạn sẽ nhận được một trong hai cái, là 50% là các bạn sẽ nhận được hai cục xương và 50% là các bạn sẽ nhận được một cái khiên. Chó với cả xương thì cái nào cũng ngon hết anh em ạ. Mấy cái này thì mình sẽ không mua nha. Sau đó toàn là epic vậy. Epic là không phải là cái gu của mình rồi nên là mình sẽ không mua. Hiện tại thì mình với Uyên đã đua tới lap 14 và nốt cuối rồi. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là bọn mình đã chinh phục lap 15. Và để chắc cú ấy, thì bọn mình sẽ chinh phục lap 15 nhá, để lấy con Heroic này luôn. Thì mặc dù là thanh niên top 2 thì mới luận lap 12 thôi, nhưng mà mình sợ tự nhiên để họ lại chơi cái trò pay to win. Bởi vì ngày xưa mình cũng hay chơi cái trò đấy lắm. Mình canh canh đến gần cuối sự kiện ấy, mình bắt đầu mình nạp 1000 game vào, xong mình quật phát lên lap 15 luôn. Thế là thanh niên top 1 bị dính với quả sơ hở, thế là mất luôn con Heroic anh em ạ. Nên là mình cũng cần phải hết sức cẩn thận. Đấy. Ok. Thì nhiệm vụ là hát trinh. Nhưng mà hôm qua thì có một cái là mình hơi bị lỗi. Đó là mình quên không dặn Uyên là mình đang ấp cái quả trứng con mèo ấy anh em. Đang ấp cái quả trứng con mèo thì Uyên lại cho nó ra rồi. Hơi buồn một tí. Nhân tiện thì mình sẽ check mấy thanh niên này xem là có ai chưa làm nhiệm vụ không nha. Hiện tại là dương của bang mình đã đủ được 261.000 điểm rồi. Và tạm thời thì tôi sẽ không tuyển thêm thành viên nữa. Và mình sẽ check xem ai dưới 10.000 điểm. Rồi còn hai thanh niên này, NTT VIP này mà để chiều nay mà dưới 10.000 điểm thì mình sẽ kích nha. Tú đầu ngoài với chữ Vũ này, cố gắng thêm một bạn 800 điểm, một bạn 300 điểm nữa. Mình sẽ cho anh em thời gian đến chiều nay. Chiều nay mình sẽ làm thêm một clip nữa. Và nếu như mà các bạn này mà vẫn chưa đủ điểm thì mình sẽ kích nha. Hai bạn này thì chỉ thiếu một chút xíu thôi. Bây giờ kích thì hơi tiếc, còn bạn NTT VIP thì phải cố gắng nha. Nếu bạn không làm được thì mình rất là xin lỗi. Bởi vì là luật nó ra như thế rồi, tất cả mọi người đều cần có một cái sự công bằng. Các bạn thấy ai trong đây cũng đều làm nhiệm vụ hết đấy. Nhiều bạn như cả bạn Hải này, bạn đã cố gắng bạn làm gấp đôi cái mức cho phép của tất cả những người khác rồi, là 21.000 điểm. Đấy, bạn gây lọ này, bạn ấy cũng làm được 19.000 điểm rồi. Thế anh cũng 18.000 điểm rồi, mình cũng được 16.000 điểm rồi. Đấy. Đa phần mọi người đều vượt chỉ tiêu hết. Tất cả là vì một cái mục tiêu chung cho cả quân đoàn, đó là chúng ta đạt được 370 mảnh của con rồng Legend này. Đấy. Thì cũng phải cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã hoàn thành nhiệm vụ nhá. Thì đấy, những bạn nào mà chưa làm thì hãy cố gắng làm nhé anh em. Làm để khiến cho cái quân đoàn của mình nhìn nó xịn sò con bò hơn. Nhưng mấy nay đi đâu cũng bị cà khịa hết đấy. Buồn ơi là buồn mà không biết phải làm như nào. Mình vẫn đang cố gắng like con Cosmic anh em ạ. Nhưng mà 25 tiếng thì không phải là Cosmic rồi. 25 tiếng nó là một cái con gì ấy. Ở đây thì cái này cũng gần xong rồi. Ui giờ cái rổ like này toàn rồng Legend các bạn thấy không? Một con. Con này Legend, con này Epic à? Quake Raegon. Một con này, con này chắc chắn là Legend rồi. Forge Raegon này. Con này là Cosmic, hai con. Con này là ba con. Ba con Legend ở đây. Thì tầm này là mình cũng vào tranh thủ đi. Để mình làm nốt mấy cái này đi anh em. Đấy. Ui không được điểm luôn đấy hả? Vãi lều. Từ để còn mấy tiếng nữa là sẽ có vòng quay nhỉ? Ôi 17 tiếng nữa mới có vòng quay anh em ơi.
chắc là sẽ đợi hơi lâu ấy. Nên là xíu nữa hình như nó hết hồi pool rồi anh em. Xíu nữa thì mình sẽ chơi nốt đi ha, cho nó xong. Thì hôm nay mình sẽ vào review con rồng mèo ấy anh em. Quan trọng hôm nay mình sẽ review con rồng mèo, rồi chiều nay mình sẽ lấy heroic của mình review sau. Hôm qua là quên dặn Uyên, cho nên là Uyên lỡ cho con rồng mèo rồi. Mình cũng quên tên con rồng đấy. À tí nữa mình sẽ làm mấy cái nhiệm vụ. Ui sao tự nhiên ra nhiều cái nhiệm vụ vậy. Ui vãi lều. Thế này thì tha hồ mà luyện cho con rồng tím nha anh em. Hê hê quá tuyệt vời. Nhưng mà nó đang có cái sự kiện gì vậy ta? Mình cũng chả biết nó đang có cái sự kiện gì mà sao tự nhiên nó ra nhiều rồng cái này. Kệ. Có cái để luyện cho con này thì ngon. Con này luyện lên đồng rồi. Con kia thì vàng luôn rồi anh em ạ. Con cosmic thì vàng rồi. Tầm này luyện lên bạch kim, con cosmic thì nhanh ấy mà. Con Robin này thì nó 5 sao rồi, cho nên mình muốn luyện cho nó anh em ạ. Cái này chắc là khó làm đây này. Nhiệm vụ này chắc là chưa đủ. Thiếu con Queen Dragon. Nhiệm vụ này cần con Queen Dragon mà mình không có Queen Dragon. Có con này không? Con quét, ủa mình nhớ là mình có con quét này này. Con này mình cũng có này. Nhưng mà hình như mình chưa đủ level 20 hay sao anh em. Đấy. Ủa, hay là mình bán nó đi rồi. Ừ, chắc mình có nhưng mình bán nó đi rồi anh em ạ. Mấy con VR thì mình hầu như mình bán hết đi. À, bây giờ cần thì lại không có mà dùng ấy chứ. Queen này. Con này thì sao? Con này 2 sao. Có nhá. Con này thì mình đã cho lên 2 sao rồi. Cũng khá là tiện nha. Hồi trước mình cho mấy con này lên 2 sao rồi, tính ra bây giờ nó lại ngon đấy chứ. Đúng là nếu mà biết trước tương lai thì ai cũng giàu. Đúng không các bạn? Mặc dù là mình không biết trước tương lai nhưng mà mình cứ dự đoán vậy. Đôi lúc thì nó cũng có một chút lợi ích lợi này. Ui! Con này là con Titan Vampire. Con này là con Copputer anh em ạ. Copputer Titan luôn à? Nhìn xịn thế nhở? Nhìn đẳng cấp á. Đây được thêm hai cái nữa. Còn 60 ngày nữa thì không biết là sưu tập những cái này ở đâu nhá. Mình cũng đang rất là hóng đấy anh em. Đây chắc là mấy cái sau thì cần phải yêu cầu là 3 sao rồi anh em. 3 sao chắc chắn là không có rồi. Ủa mấy cái này được 20 điểm luôn. Nếu mà lên được một con 5 sao thì tỷ lệ là có được 20 điểm khá là cao. Nhưng mà đâu phải là cuộc đời lúc nào cũng như là mơ. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như là vần thơ. Đấy con này mình luyện lên vàng 3 rồi anh em. Chả mấy chốc mà con này luyện lên bạch kim thôi. Chỉ cần cho lên 5 sao luyện lên bạch kim được ấy mà. Mấy con này nhót. Ok. Lấy được chưa? Hình như còn một lượt nữa mới lấy được. Đánh mấy cái này ra được khá là nhiều những cái mảnh rồng này nhá. Không kéo mút mình đánh xong mình lại ra mình check mấy con đấy đủ lên 5 sao thì lại bá đạo như từng hạt gạo luôn. Claim. Còn 3 ngày nữa là kết thúc cái sự kiện này rồi các bạn ạ. Và nó sẽ ra thêm một cái sổ sức mạnh mới. Lâu lâu nó sẽ ra một cái sổ sức mạnh xịn như này. Thì mình cũng rất là thích mấy cái sổ sức mạnh xịn như này nhưng mà khá là tốn kém. Mấy cái sổ sức mạnh kia nó sẽ kéo dài theo tháng ấy các bạn. Tầm 1 tháng nó sẽ có một cái. Nhưng mà cái này thì nó sẽ có liên tục. Có liên tục qua mỗi ngày. Nhưng mà cảm giác thì nó không có ngon lành cành đào lắm. Nên là mình cũng hơi sợ một chút. Ok, cũng được ấy chứ nhỉ. Cái này thì sao? Đấy, mình còn thiếu một cái nữa để mở cái này ra. Mình nghĩ là cái việc mà kiếm mấy cái mảnh này từ cái việc mở cái dương này là ngon nhất các bạn ạ. 184 rồi. Vậy là mình kiếm đâu đó tầm 70 nữa anh em. Thực ra là tầm 66. 66 nữa đúng không nhỉ? Tầm đấy hay là... Ừ chắc tầm đấy đấy anh em. Chả nhớ là 66 hay 76 thì nữa là đủ. Với một người lười tính như mình thì đơn giản là lười tính thôi. 5 tiếng này đấy, mình cứ like ở đây đi. Chiều nay để gần kề rồi mình sẽ cho nó ra một cái lượt là đẹp. Không cần thiết là phải cho ra vội. Đó. À quên. Vào check con mèo tên là gì hôm nay review con rồng mèo ấy anh em. Review này. À không phải ở đây. Chính là trong cái nhiệm vụ này. Quest này. Đây. Tu Color. Hoàng thượng hai màu anh em ạ. Đây. Dragon này. Xóa đi này. Tu Color. Đây. Hôm qua là Uyên cho nó ra nhưng mà chưa có review. Ôi con này nhìn giống con cà phê đen đá nhà mình nhé. Nhìn giống con mèo con này mình ghê rồi đó anh em. Không biết là anh em thấy sao chứ mình thấy khá là giống con mèo. Ê con này giống mèo anh lông ngắn quá anh em. Ờ chắc là con mèo nhà mình ấy anh em. Tên con này là cà phê đen đá đi. Cà phê sữa đá đi. Hợp lý. Ờ phải ghi nó có viết hoa cái. Đây. Cà phê sữa đá. Hợp lý quá trời. Đẹp ghê đẹp ghê. Cho nó ăn lên cấp cái.
Nhưng mà nó chỉ đẹp lúc bé thôi, mình thấy nó đẹp lúc bé thôi anh em. Còn khi lớn lên nhìn nó xấu à? Nó bị gầy đi ấy các bạn. Trời ơi, khi nó lớn lên nữa nhìn nó còn xấu nữa. Toàn cấp 30 luôn nha. Ok. Không biết là mốt nó có cái nhiệm vụ gì từ những cái con này không. Nhưng mà nhìn mấy con này công nhận mấy các bạn là mấy con này nhìn đẹp thật. Con này thì nó cắt 9 nha anh em. Và trong số tất cả những con rồng cắt 9 thì đứng hạng 413. Và trong tổng số tất cả con rồng Legend thì đứng hạng 535. Và trong tổng số tất cả con rồng thì đứng hạng 629. Trời ơi, khá là cùi bắp ha. Thì chúng ta sẽ đọc qua một chút về tiểu sử của con rồng này ha. Rồng hai màu hay thay đổi, dễ bị phân tâm và thích ngủ hàng giờ liền. Đừng phạm sai lầm phổ biến là cố gắng nựng cô ấy. Cô ấy sẽ đến với bạn khi cô ấy muốn được yêu thương và chú ý. Một tật xấu của cô ấy, một bát sữa ấm. Chưa hiểu lắm. Một bát sữa ấm, nói chung là con này thích uống sữa ấm anh em ạ. Chắc là thế. Nó thích một bát sữa ấm anh em. Khá là hay. Con này sẽ có 4 hệ. Hệ đầu tiên là hệ ánh sáng, hệ thuần khiết, hệ primal và cuối cùng là hệ bóng tối. Sao con mèo này có hệ tiền sử ta? Mèo này chưa thấy cái hệ tiền sử nằm ở chỗ nào. Thì con này nó sẽ khắc chế những con rồng nào có tuyệt trị, có hệ sấm sét, hệ bóng tối, hệ gió, hệ thuần khiết, hệ kim loại và hệ ánh sáng. Và nó sẽ bị khắc chế bởi những con có hệ lá cũng như là bóng tối nhé mọi người. Thì chúng ta sẽ check qua một chút về tuyệt chiêu của nó. Tuyệt chiêu thứ nhất là, trước khi mà check về tuyệt chiêu thì chúng ta sẽ xem skin và animation đã. Sau đây mình hay bỏ qua cái vụ gọi là check animation như là tuyệt chiêu của nó đấy. Đây là lúc bé nha anh em. Và animation sẽ liếm tay. Ui dồi, giống hệt mèo nhà mình anh em ạ. Vai trưởng cũng liếm tay rồi, cũng ướn này đấy. Rồi, đây là junk skin, có liếm tay không? Cũng liếm tay, cũng ướn, nhưng mà đây là nhìn kiểu nó lớn rồi. Nó bớt dễ thương như lúc bé rồi. Và đây là trưởng thành, cũng liếm tay, cũng ướn, nhưng mà đây nó lớn rồi. Thôi để lúc bé ha, lúc bé nhìn nó cute. Mấy con mèo con, mình thích mấy con mèo con hơn là lúc còn lớn anh em ạ. Vì thế mà lúc còn lớn lên thì nhìn cũng đẹp thôi, cũng cưng thôi. Nhưng mà lúc nó nhỏ xíu thì nhìn nó cưng hơn anh em ạ. Lớn thì nó lì lắm anh em. Yệt mấy con mèo mình lớn lên lì lợm vãi. Lì cái mặt mèo. Lúc còn bé các bạn nhìn cưng không? Đấy, đúng cưng luôn. Đấy, xa. Quá là cute phô mê que luôn. Tuyệt chiêu thì chúng ta có ngôi sao ánh sáng với 1050 đam. Năng lượng thuần khiết 1500 đam. Cú tát của thời gian 1200 đam. Và đám mây ma quỷ với 1050 đam. Sau khi học chiêu, chúng ta có tuyệt chiêu đầu tiên là hết giờ với 1350 đam. Thôi miên cộng. À, từ từ xem có chiêu hết giờ đã. Đấy, xem cho kỹ cái tuyệt chiêu đấy. Chiêu thứ hai là thôi miên cộng với 2100 đam. Đấy, ui giời mình bị thôi miên rồi. Ôi mình bị con mèo thì mình đã thôi miên rồi. Chiêu thứ ba là chiêu nỗi đau tình đầu với 2000 đam. Nỗi đau tình đầu. Và chiêu cuối cùng là hố đen với 1350 đam. Hố đen này anh em. Hố đen vũ trụ. Ấy xa. Con này nhìn đẹp ấy. Animation đánh thì nó cũng thế thôi anh em ạ. Không khác gì đâu. Ủa, giờ là chúng ta xem quảng cáo để chúng ta nhận được mấy con rồng này à? À, nhận được mảnh của mấy con rồng này từ việc xem quảng cáo. Áo thật đấy. Ủa nhưng mà nó không cho cái kia à? Nó cho mấy cái dương ghẻ, mấy dương bẩn này. Trời ơi, con Queen này, không biết mình có con Queen Regan ở trong đây không? Để mình check xem nào. Tính ra là có mấy con này để làm nhiệm vụ cũng ngon đấy chứ. Ồ, không có, à từ từ. Đây, Queen Regan. Ồ, con này mình còn không có ấy à? Vãi trưởng. Con này mình không có luôn. Thôi cho ra đi, ồ, phải giải cứu à? Thì mình không có mảnh để cho nó ra hả? Từ từ đã, để mình vào trong cái cây để mình triệu hồi ra được không? Mình mà không có con này ấy à? Summon thế nào. Queen Regan. Áo thật đấy. C. Đây cho ra luôn anh em. Ôi mất 15 tiếng cả. Không sao. Thời gian này còn nhiều. Để mình xem mấy cái nhiệm vụ là cần những con gì nhá. Cần con Queen này, Neo Zumi này, Conquest Regan. À, ủa sao lại cái sự kiện ngày 8 tháng 3 lại có hai thằng BD vào đấy. Có Neo Izumi với con Quest này. Nên ra là Queen là hợp lý rồi. Thì như này có Neo Izumi với con Quest. Chẳng lẽ hai con này là hai con cái à? Ảo thật đấy. Để xem con Quest là mình có không. Mình làm một lượt luôn anh em. Con Quest. Ủa à, con này mình... À đây con này có. Con này thì trong chỗ ấp có nha anh em. Nên là mình sẽ cho nó ra.
Trời ơi, nhưng mà trước tiên thì mấy con này nó tốn kém các vậy. Bán mấy con này đi, để cho con Neo Zumi với con Quét nó ra anh em ạ. Đây, để làm nhiệm vụ ấy mà. Chắc chắn là cần, ui có cả Z-Con đấy kìa anh em. Z-Con mới đúng chứ. Dòng Z-Con, con này hơi tốn nhưng mà bắt buộc phải làm điều đấy thôi anh em. Neo Neo Zumi đây gần đấy. Bắt buộc phải cho hai con này ra nhá, con Quét và Neo Zumi dây gần này. Thôi cho con Quét ra đi, để làm nhiệm vụ cho nó sớm anh em ạ. Làm nhiệm vụ cho sớm chợ. Mình cũng mong là làm nhiệm vụ sớm đi, để có gì hoàn thành thì nó sẽ cho cái gì. Quên là chưa check xem mà làm hoàn thành nó cho cái gì. Con này là con đực hay con cái vậy? Mình đang xem mà nó ghi là chi hay là hơ. Chả biết nữa anh em. Phải cho chúng nó lên cấp 30 nhá các bạn. Lên cấp 30 thì nó mới tiện. Đây, con Quét Dragon. Xem nào. Trời, nó cho mấy cái dương ghẻ thôi anh em ạ. Trời ơi, thôi. Mình nghĩ là không cần thiết lắm. Nếu mà mình muốn luyện luyện cho mấy con rồng lên bạch kim 3 á, thì mình cho vào thôi. Mình cảm giác là mấy con này nó không quá cần thiết. Anh em có công nhận không? Không quá cần thiết cho nên là cũng không cần. Dùng để luyện sao cho rồng thôi. À, dùng để luyện rank cho rồng thôi. Còn lại thì cảm giác nó không quá là cần. Hơi sai lầm. Rồi, lên vàng rồi. Lên vàng được cộng 4 mảnh anh em ạ. Khá là hợp lý, khá là ngon. Hình như là lên được bạch kim 3 thì được cộng tổng cộng là 60 mảnh. Mình nghe mọi người nói thế. Sida, nói chung là cái sự kiện đấy không chê. Chê cái sự kiện cho anh em. Rồi, và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi clip này của mình nha. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bấm like cũng như là chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó là động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.